Một tổ công nhân dự định đắp xong 45 mét đường trong 15 ngày, nhưng do làm việc tích cực nên thời gian hoàn thành sớm hơn 6 ngày. Hỏi mỗi ngày tổ công nhân làm hơn dự định bao nhiêu mét đường? Rồi, đây là một cái bài toán nâng cao lớp 5 và nó thuộc về cái dạng toán là toán về hai đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Và để giải cái bài toán này thì chúng ta sẽ đi tính tỷ số. Chúng ta sẽ đi tính tỷ số thì chúng ta sẽ giải được bài toán này. Rồi, bây giờ con sẽ hướng dẫn các em giải bài toán này như sau. Chúng ta sẽ trình bày bài giải ra. Bây giờ cô sẽ chia tấm bảng ra thành hai bên để chúng ta có để chúng ta giải cho đủ cái bài toán này nha. Rồi, đề bài nói rằng một tổ công nhân dự định đắp xong 45 mét đường trong 15 ngày. Như vậy, mỗi một ngày, như vậy chúng ta sẽ đi tính xem mỗi ngày cái tổ công nhân này đắp được số mét đường là bao nhiêu mét. Và các em lưu ý là cái số mét đường này khi cái tổ công nhân chưa làm việc tích cực ha, khi cô thêm vô ghi chú thêm khi chưa làm việc tích cực khi chưa làm việc tích cực thì cái tổ này đắp 45 mét đường trong 15 ngày. Như vậy là mỗi một ngày thì tổ sẽ đắp được là 45 chia cho 15 bằng 3 bằng 3 mét, tức là mỗi một ngày tổ này sẽ đắp được 3 mét đường khi chưa làm việc tích cực. Rồi, bây giờ nói rằng nhưng do làm việc tích cực nên thời gian hoàn thành sớm hơn 6 ngày. Như vậy là nếu mà như mà làm việc tích cực thì cái tổ này hoàn thành trong bao nhiêu ngày các em? Vậy chúng ta sẽ đi tính số ngày hoàn thành 45 mét đường khi làm việc tích cực là chúng ta sẽ lấy 15 trừ đi cho 6 bằng 9 ngày. Như vậy khi làm việc tích cực thì cái tổ này hoàn thành đắp xong 45 mét đường trong 9 ngày. Rồi, từ đây chúng ta sẽ tính được cái tỷ số, đó là chúng ta sẽ dựa vào cái số ngày. Như vậy khi mà là chưa làm việc tích cực thì tổ này hoàn thành trong 15 ngày. Nhưng mà nếu như mà làm việc tích cực thì tổ này hoàn thành trong 9 ngày. Như vậy chúng ta sẽ tính được cái gì? Tỷ số, số ngày khi chưa tích cực và tích cực là chúng ta sẽ lấy cái số ngày làm việc khi chưa tích cực là 15 chia cho số ngày làm việc tích cực là 9 là bằng 15/9. Như vậy cái tỷ số của chúng ta là 15/9. Cái tỷ số này là tỷ số của số ngày khi chưa làm việc tích cực và làm việc và so với cái số ngày làm việc tích cực. Rồi, chúng ta có được cái tỷ số này rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ số này để chúng ta sẽ giải được cái bài toán này. Như vậy bài toán của chúng ta nói rằng khi làm việc tích cực thì cái tổ này hoàn thành sớm hơn 6 ngày. Như vậy có phải là khi làm việc tích cực thì cái số mét đường cái tổ công nhân này làm phải tăng lên không? Làm phải tăng lên thì cái số ngày nó mới rút lại. Đúng không? Tức là cái số mét đường tổ này đắp được mỗi ngày phải tăng lên thì cái số ngày nó mới rút lại được. Như vậy nó mới rút lại còn từ 15 ngày còn là 9 ngày. Khi mà cái số mét đường đắp được mỗi ngày tăng lên thì cái số ngày hoàn thành 45 mét đường này sẽ giảm xuống. Như vậy bài toán này là bài toán thuộc dạng tỷ lệ nghịch. Và chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ số này để chúng ta tìm xem mỗi một ngày tổ công nhân làm hơn dự định bao nhiêu mét đường. Rồi chúng ta biết được dự định khi mà chưa làm việc tích cực là làm được 3 mét đường. Một ngày làm được 3 mét đường. Như vậy chúng ta dựa vào cái tỷ số này thì chúng ta sẽ tính được là mỗi ngày cái tổ công nhân này đắp được số mét đường là
chúng ta sẽ lấy cái số mét đường khi chưa làm việc tích cực là 3. Chúng ta nhân với cái tỷ số. Tức là khi mà cái số mét đường tăng lên thì các em nhớ rằng cái tỷ số của các em phải lớn hơn 1 thì cái kết quả, cái số mét đường này nó mới tăng lên được. Chứ chúng ta không có dùng cái tỷ số là 9/15 thì nó bé hơn 1, như vậy là nó không có đúng với cái dạng toán này. Thì cái tỷ số của chúng ta phải lớn hơn 1. Tức là 15/9 này là cái tỷ số của chúng ta có giá trị là lớn hơn 1. Thì cái số mét đường đắp được mỗi ngày nó mới tăng lên. Chúng ta sẽ nhân cho 15 và chia lại cho 9 thì chúng ta sẽ được kết quả là 5 đơn vị là mét. Như vậy khi làm việc tích cực thì mỗi một ngày cái tổ công nhân này đắp được 5 mét đường. Từ đó chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán là mỗi ngày tổ công nhân làm hơn dự định số mét đường là, có phải là khi mà chưa làm việc tích cực thì dự định là mỗi một ngày làm 3 mét đường, mà làm việc tích cực thì chúng ta đã tính là được là dự định là mỗi một ngày là làm được 5 mét đường. Vậy chúng ta sẽ lấy 5 trừ đi cho 3 bằng 2, đơn vị là mét. Rồi chúng ta sẽ viết đáp số là 2 mét, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài toán. Tức là nếu như mà làm việc tích cực thì mỗi một ngày tổ công nhân này sẽ làm hơn dự định là 2 mét được. Rồi đây là một cái dạng toán có trong chương trình toán lớp 5, và cái dạng này là nó hơi nâng cao so với trong sách giáo khoa. Thì để mà học tốt toán và nắm được hết tất cả các dạng toán thì các em có thể tham khảo cái cuốn sổ tay 24 chuyên đề toán lớp 5 cố gắng ở bên dưới giỏ hàng nhé. Và khi các em có được cái sổ tay này rồi thì cái việc học toán đối với các em rất là đơn giản. Và khi các em mua cái cuốn sổ tay này thì các em sẽ được tặng kèm theo 500 cái bài toán hay của khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, một cái video hướng dẫn dạy toán theo chuyên đề của thầy Phúc ha, và một cái bộ bài giảng toán khối 6 và một cái bộ bài giảng theo sách giáo khoa của toán khối 7. Và khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo các phần quà như vậy. Thì tuy rằng các em học lớp 5 thì các em cũng nên mua để các em sau này lên lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì các em cũng có tài liệu để các em học nhé. Rồi, cô chúc các em học tốt.